Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân. Chương 1001, xin lỗi, tôi đã đến muộn. Sân bay quốc tế Lâm Hải, một chiếc máy bay lặng lẽ hạ cánh, sau đó có mấy người vội vàng xuống máy bay, họ rời đi ngay sau đó, có người cõng Lê Văn Vân đang ngủ mê man bước vào một bãi đỗ xe sang trọng. Tiểu đội 11.762 tạm thời tách ra ở đây, tất cả đều đi làm việc riêng, đây là sự yên bình sau chiến tranh. Xe chậm rãi lái ra khỏi sân bay, Doãn Nhu cũng không đi ngay lập tức, bà ta định ở lại Lâm Hải vài ngày, nếu có thể, bà ta định đợi Lê Văn Vân tỉnh lại mới đi. Đã được giải quyết được tiêm quỷ vàng, trước mắt bọn họ sẽ không có quá nhiều nhiệm vụ quy mô lớn phải làm, Trác Nhất Minh cùng Vương Hồng tạm thời cũng không sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ. Vì vậy, bà ta có rất nhiều thời gian muốn làm gì thì làm. Chiếc xe lao thẳng về phía Bệnh viện Nhân dân số 1 Lâm Hải. Hoàng Thi Kỳ ngồi trong xe nhìn Lâm Hải đang bận rộn bên ngoài cửa sổ với nụ cười trên môi. Sao vậy? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Không có gì, mặc dù lần này thập tử nhất sinh nhưng khi thấy thế giới này vẫn rất yên bình, tôi có cảm giác như mình đã đạt được một thành quả. Hoàng Thi Kỳ mỉm cười. Đồng thời cô ta đưa tay sờ mái tóc ngắn ngang vai, cười nói mới nhớ, đã lâu rồi tôi không cắt tóc, tóc đã dài đến vai rồi. Hầu hết các cô gái trong người gác đêm đều để tóc ngắn vì phải chiến đấu. Hoàng Thi Kỳ cũng vậy, nhưng thời gian này quá bận rộn, họ đã đi khắp nơi, từ lúc gặp Lê Văn Vân đến Yên Kinh, rồi lại đi thành phố tội ác, rồi lại vòng về Bắc Cảnh, không cho cô ta quá nhiều thời gian. Phạm Nhược Tuyết mỉm cười, nhìn Lê Văn Vân đang nằm, thì thầm, không biết bao lâu nữa anh ấy mới tỉnh lại, lần này, anh ấy đã bảo vệ thế giới này. Lê Văn Vân đang nhắm mắt lại, trong lòng bĩu môi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh không có quá nhiều khái niệm và ý tưởng về việc bảo vệ thế giới, tất cả những gì anh muốn là bảo vệ những người xung quanh anh mà thôi. Anh chém nhát đao kia, phần nhiều là vì Trác Nhất Minh. Anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, thậm chí anh cảm thấy thính giác của mình dường như đã được cải thiện, và anh có thể nghe được rất nhiều thứ, nhưng điều bất đắc dĩ là anh vẫn không thể mở mắt. Lê Văn Vân bây giờ không giống với hôn mê. Ý thức của anh vẫn tỉnh táo lại, thậm chí cảm giác của anh vẫn rất rõ ràng, nhưng lại không thể mở mắt hay khống chế được thân thể. Tình huống này khiến anh rất bất lực, không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Thậm chí, Lê Văn Vân từng nghĩ rằng có phải mình đã biến thành một người thực vật hay không. Nhưng anh không có cách nào khác, những lời trò chuyện xung quanh cứ văng vẳng bên tai anh. Chẳng mấy chốc, xe đã tới gần bệnh viện, vừa xuống xe, Liễu Ngọc đã thắng gấp ngay trước mặt. Trước khi đến Lâm Hải, họ đã liên hệ với Liễu Ngọc. Bác sĩ Phạm, tình trạng của Lê Văn Vân bây giờ như thế nào, có nghiêm trọng không? Liễu Ngọc lo lắng hỏi. Nghe vậy, Lê Văn Vân không khỏi nở nụ cười trong lòng. Anh còn nhớ lúc ấy vừa trở về Lâm Hải, Liễu Ngọc không thèm để ý đến anh, nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn toàn nhận lại anh rồi. Bây giờ rất khó nói, chúng ta hãy đưa anh ấy vào phòng bệnh trước đã. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân được chuyển đến khu VIP, sau khi ngồi xuống, Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân đang ngủ mê man, hỏi, Lê Văn Vân bị thương nặng không? Ừ, kẻ địch mạnh nhất đã bị Lê Văn Vân giải quyết, anh ấy bị người ta tính kế nên bị thương rất nặng, giờ vẫn còn đang hôn mê. Hoàng Thi Kỳ bên cạnh giải thích, nhưng hiện tại vết thương thể xác đã bình phục rồi hơn 80% rồi, nhưng không hiểu sao người vẫn cứ như vậy, vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Ngọc nắm lấy tay Lê Văn Vân. Đúng rồi. Cô đừng nói với các cô chú, đừng để họ lo lắng, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho Lê Văn Vân. Phạm Nhược Tuyết dặn dò. Liễu Ngọc gật đầu nói, à đúng rồi Thi Kỳ, tập đoàn Hãn Vũ gần đây gặp phải một chút rắc rối. Bây giờ chủ tịch Lôi không có chủ kiến gì. Tôi nhớ cô cũng là cổ đông của tập đoàn Hãn Vũ, giờ Lê Văn Vân đang hôn mê, cô có thể đến đó để đưa ra ý kiến. Rắc rối gì vậy? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Khi nào rảnh thì cô đi gặp chủ tịch Lôi xem. Tôi nghĩ tôi nói không được rõ ràng cho lắm. Liễu Ngọc gãi đầu nói. Quả thật, mặc dù cô ấy làm việc rất chăm chỉ trong công ty, nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là kiểu người điều hành cấp cao, cũng không tiếp xúc nhiều với họ, cô ấy biết được chuyện này là do Lê Cảnh An thỉnh thoảng ở nhà nói vài câu mà thôi. Được rồi, hôm nào tôi sẽ đến tập đoàn Hãn Vũ. Hoàng Thi Kỳ gật đầu nói. Thời gian vùn vụt, lại 5 ngày nữa lặng lẽ trôi qua, Lê Văn Vân vẫn không mở mắt được. Cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này khiến Lê Văn Vân rất lo lắng, anh lo lắng mình sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Phạm Nhược Tuyết cũng lo lắng, cô
cô đã sử dụng một số dụng cụ hiện đại và một số loại thuốc, nhưng Lê Văn Vân vẫn mê man. May là cô có thể cảm giác được chức năng cơ thể của Lê Văn Vân đã hoàn toàn khôi phục, bao gồm cả chân khí, không chỉ khôi phục hoàn toàn mà mọi người còn cảm nhận được chân khí của Lê Văn Vân đã tăng lên một cấp bậc khác. Đồng thời, ở Bắc Cảnh, một chiến thuyền lớn chở những chiếc xe tải chạy xuyên qua Bắc Cảnh. Trên một trong những chiếc xe tải đó, Khương Vĩ, Đỗ Tịch Tịch, Ngô Nghiêu tò mò nhìn xung quanh. Đây là Bắc Cảnh sao? Khuôn mặt của Khương Vĩ đầy vẻ hiếu kỳ. Đúng vậy, đây là chiến trường chính của người gác đêm. Huấn luyện viên của Khương Vĩ nói, nhưng sau này mọi người sẽ không cần sống quanh năm ở nơi này, các cậu sẽ gia nhập đội tiên phong 11.762. Phương thức tác chiến của tiểu đội này tương đối tự do, hơn nữa hiện giờ 11.762 là tiểu đội cao nhất, với loại đội ngũ này, khi chưa đến thời khắc mấu chốt thì không cần tham chiến. Chúng tôi vẫn chưa đủ tư cách gia nhập đội của Lê Văn Vân à? Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày hỏi. Cho nên tôi mới nói sau này. Huấn luyện viên của họ ngồi đó với nụ cười trên môi, chờ mọi người lên tới đỉnh cấp là sẽ qua bên đó. Lúc này Ngô Nghiêu và Khương Vĩ có thể nhét thẳng vào biên chế của họ, tôi nghe ông Minh nói thế. Không phải chứ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Tịch Tịch lộ rõ vẻ khó hiểu, Ngô Nghiêu vào biên chế không sao, thực sự anh ấy rất mạnh, dù gì cũng là hạng 5 trong danh sách sát thủ ngầm, nhưng còn Khương Vĩ, anh ta chỉ là một sơ cấp. Huấn luyện viên cười khổ, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao ông Minh đã nói như vậy, tình huống của Khương Vĩ hơi đặc biệt. Đỗ Tịch Tịch và Trần Hiểu Nguyệt đều tỏ vẻ ghen tị. Mọi người hãy cố lên, sớm muộn gì cũng phải đạt tới đỉnh cấp, lúc đó có thể tiến vào biên chế của họ rồi. Khi chúng ta rời thuyền, tôi mới nhận được tin tức này. Giờ Lê Văn Vân càng lúc càng mạnh, nếu mọi người không mau chóng đạt được đỉnh cấp thì có thể qua một khoảng thời gian nữa, chưa chắc đỉnh cấp đã được vào tiểu đội của họ đâu. Cả tiểu đội đó đều rất mạnh. Đỗ Tịch Tịch gật đầu với vẻ kiên quyết, cho tôi một năm nữa, tôi nhất định sẽ đuổi kịp. Trong lúc họ nói chuyện, xe từ từ dừng lại, bọn họ nhìn ra bên ngoài, có cao ốc, có người hướng dẫn bọn họ xuống xe, đồng thời, phía trước có một chiếc xe. Minh Sùng từ trên cao bước xuống, anh ta nhìn xung quanh, nhìn về phía trước, rồi bước vào. Ngay sau đó, anh ta bước vào phòng làm việc của Trác Nhất Minh, sau đó quỳ một gối xuống, dùng tay phải đấm vào ngực nói, xin lỗi. Tôi, đã đến muộn rồi. Chương 1002, tỉnh lại. Tôi đã đến muộn rồi. Minh Sùng quỳ trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ và vài phần đau khổ. Anh ta đã biết người gác đêm đã bị tổn thất nặng nề trong trận chiến này. Trong lòng anh ta đau đớn vô cùng. Nếu con át chủ bài của người gác đêm là anh ta đến đây, tổn thất trong trận chiến này sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Một mình anh ta có thể chiến đấu chống lại quỷ đỏ. Bên cạnh anh ta còn có một siêu cấp, có thể giữ chân của một con quỷ đỏ khác. Anh ta có 5.000 thành viên của đội tinh nhuệ ở đây, những người này có thể được đưa vào chiến trường, có thể phân chia trận địa, có thể nhanh chóng đối phó với quỷ xanh. Nếu họ đến đây, trận chiến này của người gác đêm sẽ giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Nhưng, không có. Anh ta không làm được những chuyện này. Vương Hồng hớn hở nhìn Minh Sùng, rồi đỡ anh ta dậy và nói, chuyện này không thể trách cậu được. Không ai trong chúng ta biết mọi chuyện sẽ như thế này, không ngờ cuối cùng Hotzis lại chọn con đường này, cũng không ngờ ông ta lại phát triển thế lực Hồng Nguyệt ở khu tội ác đến mức đáng sợ như vậy. Nói đến đây, Vương Hồng chậm rãi thở dài, nói, đúng rồi, các cậu đã ra ngoài bằng cách nào vậy? Tôi, đã đồng ý một yêu cầu của Hotzis. Minh Sùng thở dài nói, lúc đó tôi lo lắng bên mình sẽ thua, tôi muốn ra ngoài thật nhanh, hy vọng có thể đến đây chiến đấu với lũ quỷ cùng với mọi người. Vì vậy tôi đã đồng ý điều kiện, đó là hủy bỏ lệnh đóng cửa của khu tội ác, người ở đó có thể rời đi. Hả, lông mày của Trác Nhất Minh nhướng lên. Sắc mặt của Vương Hồng cũng thay đổi, Trác Nhất Minh nhìn Minh Sùng nói, khu tội ác có ít nhất hơn 10 vạn người từ thế giới ngầm, một đám người lớn như vậy tràn vào thế giới người thường, cậu biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì không? Minh Sùng gật đầu nói, tôi biết, nhưng lúc đó, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi muốn để con át chủ bài này đánh đến đây, tôi không muốn nhìn thấy Trác Nhất Minh chết, nếu để ông ấy đối phó với quỷ vàng thì thật lãng phí. Thôi bỏ đi, Vương Hồng cười nói, Nhất Minh, chuyện này đừng trách Minh Sùng, nhưng tổn thất lần này của chúng ta thực sự cần có người gánh chịu, ngoại trừ một số người bày kế, lý do khác khiến cậu không đến kịp là vì Hotzis. Nói đến đây, Vương Hồng khẽ mỉm cười, nếu những người này dám đến thế giới người thường sống trong hòa bình, vậy là tốt rồi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ,
nếu bọn chúng dám làm chuyện gì thì năm đó chúng đã đến khu tội ác như thế nào, giờ cũng sẽ đến đó như vậy, hơn nữa khu tội ác sẽ biến thành một nhà ngục hoàn toàn, lúc này Hodges sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Nói xong, ông ta nhìn Minh Sùng nói, cậu hãy đến Lâm Hải, Lê Văn Vân đang ở đó nhưng cậu ấy vẫn còn hôn mê. Khi Lê Văn Vân tỉnh lại, cậu hãy dẫn theo Lê Văn Vân đi giải quyết Hodges. Nếu để lại tên này, sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa. Minh Sùng gật đầu nói, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi ngay, con át chủ bài đã chờ sẵn ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển được. Đó là người của cậu. Trác Nhất Minh nhẹ giọng nói, người gác đêm số 1 tự tách chúng ta ra, tôi sẽ không đụng đến họ, cậu xem rồi tự làm đi. Minh Sùng sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu nói, hiểu rồi ạ. Nói xong anh ta lui ra khỏi phòng, đi hai bước, như sực nhớ ra điều gì, dừng lại hỏi, đúng rồi, Lê Văn Vân. Đã đạt tới cấp độ đó rồi à? Tôi không biết cậu ấy dùng cách gì, nhưng chỉ với một đao đó, cậu ấy quả thật đã tới cấp độ đó, trước cậu một bước. Trác Nhất Minh mỉm cười nói. Hiểu rồi, Minh Sùng lại bước ra ngoài, vẻ mặt lãnh đạm. Lê Văn Vân đang nằm trên giường chán trường vô cùng, anh cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua. Nếu anh hôn mê thì tốt rồi, mấu chốt là Lê Văn Vân không hôn mê, ý thức của anh trong suốt thời gian qua vẫn tỉnh táo, thậm chí còn không cần ngủ. Anh không thể giao tiếp với mọi người, quá trình này thực sự quá khó khăn. Anh rất muốn nói chuyện với mọi người, muốn có một bữa ăn thật ngon, nhưng anh không thể làm gì được, anh đã nằm trên giường hơn 10 ngày rồi. Doãn Nhu vốn dĩ muốn đợi cho đến khi anh tỉnh lại, nhưng khi Lê Văn Vân không có dấu hiệu tỉnh lại, bà ta đã mua đồ và đi du lịch rồi. Trần Tiêu đến gặp Lê Văn Vân mỗi ngày, nhưng phần lớn thời gian anh ta đều tìm một nơi để uống rượu. Hoàng Thi Kỳ có vẻ khá bận rộn trong thời gian này, Lê Văn Vân cũng không biết lý do cụ thể, nhưng rất có thể nó có liên quan đến tập đoàn Hãn Vũ. Tất nhiên, dù bận rộn đến đâu, cô ta cũng sẽ dành một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày để đến bệnh viện thăm Lê Văn Vân. Cứ như vậy, lại 10 ngày nữa trôi qua. Thấm thoát, đã 20 ngày trôi qua kể từ trận chiến trên núi Aspen, 20 ngày này, vận mệnh của người gác đêm, vận mệnh của thế giới ngầm đang lặng lẽ trải qua một số thay đổi. Bên phía Lâm Hải, người trong thế giới ngầm hoạt động càng ngày càng sôi nổi. Tần Quốc Thành gần đây rất bận rộn, không có nhiều người của người gác đêm đóng quân ở Lâm Hải, trong khoảng thời gian này cũng xảy ra chuyện có người bị giết. Tất nhiên, tất cả đều diễn ra trong âm thầm, và thậm chí nếu một số việc bị phanh phui, chúng đã được biến thành vụ án hình sự. Mà thời điểm này đã đến tháng 11, đã bước sang mùa đông hoàn toàn, nhưng thời tiết ở Lâm Hải vẫn rất tốt, nơi này cũng không quá nóng. Đêm hôm đó, trong phòng, Trần Tiêu và Hoàng Thi Kỳ như thường lệ đến phòng bệnh, nhìn Lê Văn Vân trên giường, bĩu môi nói, lão đại, sao anh vẫn còn chưa tỉnh vậy, dạo gần đây đã xảy ra chuyện lớn rồi, ngài Minh cũng đã đến Lâm Hải, vẫn đợi anh tỉnh lại. Những người ở khu tội ác đã bắt đầu bước vào cuộc sống bình thường, một số người có thù oán với người khác trước đây đã bắt đầu giết người sau khi họ đi ra, cũng có người thật vất vả mới ra khỏi đó, giờ bắt đầu ẩn náu. Đúng rồi. Khương Vĩ và Ngô Nghiêu cũng đã quay về, lão già đã cho họ gia nhập vào tiểu đội của chúng ta. Hoàng Thi Kỳ nói với Lê Văn Vân về tình hình gần đây. Cô ta cứ nói, bỗng sắc mặt của cô ta đột nhiên hơi thay đổi. Cô ta nhìn thấy lông mày Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích. Không chỉ có cô ta mà Trần Tiêu và Phạm Nhược Tuyết cũng chú ý đến biểu hiện của Lê Văn Vân, họ nhanh chóng đảo mắt nhìn sang, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích. Hoàng Thi Kỳ đang nói chuyện bỗng im bặt. Lời nói của cô ta như mắc lại trong cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm lên giường. Ở trên giường, mí mắt của Lê Văn Vân run lên vài cái, rồi từ từ mở mắt ra. Trong phòng, mọi người đều nhìn Lê Văn Vân bằng ánh mắt sững sờ, cứ ngây ra đó. Anh từ từ nhìn lên trần nhà, và sau đó nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt của anh kinh ngạc nhìn những người khác trong phường. Sau đó, Lê Văn Vân mở miệng. Nhìn mấy người họ bằng ánh mắt đờ đẫn và hỏi, mấy người, là ai? Đây, là đâu? Chương 1003, Lôi Bân gặp rắc rối. Giọng của Lê Văn Vân trầm xuống, cả căn phòng lại im lặng. Nhìn vẻ mặt ngây dại của Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết lại trùng xuống, tiêu rồi, đúng là tình huống xấu nhất đã xảy ra, anh ấy, hình như lại mất trí nhớ rồi. Hoàng Thi Kỳ vội chạy đến, nắm lấy tay Lê Văn Vân và hỏi, Lê Văn Vân, là tôi? Tôi là số 2, tôi là Thi Kỳ. Lê Văn Vân giãy giụa rút tay ra khỏi tay cô ta và nói, cô gái à, tôi công nhận là cô rất đẹp,
nhưng tôi đã có vợ rồi, nam nữ thụ thụ bất thân. Cái gì? Lúc này, người trong phòng hoàn toàn sững sờ. Đồng tử của Phạm Nhược Tuyết mở to, cô nhìn Lê Văn Vân không chớp mắt, trong đôi mắt ấy lóe lên một tia tức giận. Hoàng Thi Kỳ cũng rất tức giận, cô ta trừng mắt nhìn Lê Văn Vân và nói, được lắm, Lê Văn Vân, anh không nhớ chúng tôi nhưng lại nhớ rõ bà vợ Nguyễn Vũ Đồng của anh, tôi biết ngay mà, anh chỉ thích loại cảm giác ở rể mà thôi. Lê Văn Vân quay đầu lại, nắm lấy tay Phạm Nhược Tuyết nói, bà xã à, chúng ta về đi, anh muốn sinh con, chúng ta sản xuất em bé đi. Phạm Nhược Tuyết sững sờ, cô kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, lúc này cô mới để ý thấy một nụ cười thoáng qua khóe miệng anh. Mặt cô bỗng đỏ bừng, cô đẩy Lê Văn Vân ra rồi mắng, đừng bị anh ấy lừa gạt, anh ấy chỉ giả bộ mất trí nhớ để lợi dụng tôi thôi. Hoàng Thi Kỳ sững sờ, cô ta nhìn Lê Văn Vân, lúc này, Lê Văn Vân cũng bật cười. Anh, Hoàng Thi Kỳ không nói nên lời, thú vị chỗ nào chứ? Khi tôi hôn mê, không phải mấy người nói sợ rằng tôi sẽ mất trí nhớ sao? Tôi nghĩ nó khá thú vị đấy chứ, vì vậy tôi đùa chút thôi. Lê Văn Vân vội hắng giọng, nhưng bác sĩ Phạm à, em thật sự không muốn sinh con với anh à. Sắc mặt ửng đỏ trên mặt Phạm Nhược Tuyết biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, cô đưa tay trái lấy ra vài cây kim dài màu bạc rồi nói, em thấy bệnh của anh vẫn chưa khỏe hẳn, để em châm cho anh vài châm. Lê Văn Vân tái mặt, vội vàng nói, anh muốn ăn cái gì đó. Anh đã truyền dung dịch dinh dưỡng trong 20 ngày qua và không ăn bất cứ thứ gì. Có xuống giường được không? Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh hỏi. Sức khỏe của anh không có vấn đề gì, ý thức của anh vẫn luôn tỉnh táo, anh vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng... anh chỉ không thể mở mắt, dường như cơ thể của anh đã thay đổi, chân khí đã vượt qua một cấp độ mới, nhưng cụ thể thay đổi đến đâu thì anh không biết, nhưng cảm giác là chuyện tốt. Vậy thì được, Phạm Nhược Tuyết nói, chúng ta đến nhà ăn ăn chút gì đó, cũng coi như mừng ngày Lê Văn Vân xuất viện. Lê Văn Vân từ trên giường đứng dậy, thay quần áo. Sau đó quay đầu nhìn Hoàng Thi Kỳ, đúng rồi, hồi nãy cô nói những người từ khu tội ác đến thế giới bình thường là có chuyện gì vậy? Ngài Minh đã thỏa thuận với Hotsis rồi, chẳng phải lúc ấy Ngài Minh bị Hotsis kéo đến khu tội ác sao? Anh ta đã vội vàng rời khỏi đó và đạt được thỏa thuận với Hotsis cho phép người từ khu tội ác ra ngoài. Thật ra những người ở khu đó không dám bước ra ngoài, thêm nữa là sợ hãi Minh Sùng và át chủ bài của người gác đêm ở đó, đã buộc Hotsis phải đầu hàng. Ngoài ra, Hotsis cần thời gian để phát triển thế lực của chính mình, tự nhiên cũng hình thành tình hình không cho phép ra ngoài. Hoàng Thi Kỳ nói, hiện tại người của Hồng Nguyệt đã bị chết gần hết, bên phía khu tội ác, Hotsis vẫn đang tuyển người, lại bắt đầu xuất hiện rồi. Lê Văn Vân liếm môi nói, hả, Hồng Nguyệt này đúng là sinh sôi bất tận mà. Không ngờ vừa giải quyết xong Bùi Nghinh Tùng, lại xuất hiện một Hotsis và một lão già họ Mặc. Lê Văn Vân bĩu môi nói, Lôi Bân đâu? Rốt cuộc đã gặp phải rắc rối gì? Với thực lực của tập đoàn Hãn Vũ, hẳn không phải là vấn đề lớn. Tập đoàn Hãn Vũ, quả thật đã gặp phải một số rắc rối. Chuyện của nhà họ Lê khiến tập đoàn Hãn Vũ cảm thấy bất lực. Đối phương đã nuốt rất nhiều tài sản của nhà họ Lê và đầu tư rất nhiều. Trước đây họ đã đầu tư vào Du Châu hàng trăm triệu tiền mặt, tài chính đã bị kẹt. Dạo gần đây có một dự án ở Giang Tô và Chiết Giang đã gặp sự cố nhỏ. Hoàng Thi Kỳ nói, hiện tại vẫn chưa giải quyết được. Sau đó, toàn bộ công ty đã bị biến động, và nó vẫn là ngành công nghiệp, nguyên nhân là do quá nhiều lần thay đổi dây chuyền sản xuất. Dự án gì? Lê Văn Vân hỏi. Vẫn là dự án phát triển cảnh quan du lịch, nói tóm lại, Lôi Bân rất coi trọng dự án này và đầu tư rất nhiều tiền vào đó. Bây giờ, có vẻ như bên kia đã nuốt rất nhiều tiền và không có ý định đưa dự án này ra. Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói. Giang Tô và Chiết Giang, Lê Văn Vân cau mày, đối phương có lai lịch thế nào? Không rõ ràng lắm, Hoàng Thi Kỳ cười khổ nói, chúng tôi không thể sử dụng người gác đêm cho việc này. Giờ người gác đêm đã bỏ mạng rất nhiều người, hơn nữa người của khu tội ác lại ra ngoài phạm tội khắp nơi, người gác đêm đã rất bận rộn rồi. Vậy hôm nào chúng ta hãy đi Giang Tô và Chiết Giang một chuyến, đúng lúc đã lâu rồi tôi cũng chưa qua đó. Lê Văn Vân cười nói, coi như đi du lịch để thư giãn. Xem có thể thuận tiện giải quyết chuyện này hay không. Hoàng Thi Kỳ bĩu môi nói, vậy được, chúng ta có khả năng thì cứ đi thôi, nhưng lão đại à, chỉ sợ anh không thể đi được. Ý gì? Lê Văn Vân hỏi. Ngài Minh đã đợi anh ở đây mấy ngày rồi. Lần này người gác đêm bị tổn thất nặng nề bởi vì quân át chủ bài của khu tội ác không tham gia trận chiến.
Lão già nói chuyện này cần phải có người chịu trách nhiệm, đương nhiên người đó chính là Hot Seat. Hoàng Thi Kỳ cười nói, cho nên Ngài Minh đã đợi anh tỉnh để đưa anh cùng đến khu tội ác giải quyết Hot Seat. Lão già định khai trừ Hot Seat. Lê Văn Vân ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, đó chỉ là chiêu bài thôi. Thật ra, tôi có thể đoán được suy nghĩ của ông ấy, đó là muốn nhổ bỏ hoàn toàn Hồng Nguyệt trước cuộc xâm lược quy mô lớn tiếp theo của lũ quỷ, bao gồm cả người dân trước đây của khu tội ác. Hoàng Thi Kỳ nói. Ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ nhúc nhích, nói, đúng là nên nhổ bỏ, hơn nữa trong tay Hồng Nguyệt chắc có rất nhiều xương cốt, mấy cái xương này mà được siêu cấp hấp thu thì thực lực của chúng ta có thể sẽ tăng lên một ít. Thôi bỏ đi, chúng ta ăn cơm trước đã. Lê Văn Vân xua tay nói. Phạm Nhược Tuyết đã đặt sẵn nhà hàng, là một nhà hàng tương đối cao cấp ở Lâm Hải, sau khi nhóm Lê Văn Vân đến, Liễu Ngọc cũng vội vàng chạy tới. Lúc này đã là giờ ăn trưa, bọn họ tìm được một cái bàn trong đại sảnh của nhà hàng rồi ngồi xuống, Lê Văn Vân gọi một bàn lớn các món ăn, khi đưa thực đơn đã gọi cho người phục vụ, anh ta còn choáng váng. Hả, gọi nhiều như vậy ăn có hết không ạ? Người phục vụ sững sờ hỏi. Chậc 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 chậc, đúng lúc này, một giọng nói kỳ quái vang lên, đây không phải là con chó của Lôi Bân sao? Được đó, giờ ở bên cạnh Lôi Bân giàu có nên cũng vào được nhà hàng cao cấp này, gọi món cũng ngang tàng như thế. Lê Văn Vân quay lại, mấy khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt anh, khóe miệng của anh cũng gợn lên một nụ cười khinh thường. Chương 1004, ảnh cưới Lý Thu. Đứng cách bọn họ ở phía xa xa là mấy người mà Lê Văn Vân quen biết. Người dẫn đầu là một tên tóc nhuộm xanh lá, tóc tết thắt bím cả đầu, chính là Lê Tử Dụ nhà họ Lê. Tuy rằng trước đó Lê Văn Vân khiến cho tài sản nhà họ Lê bị tổn thất cực lớn chỉ trong thời gian ngắn nhưng mà dẫu sao tài sản nhà họ Lê cũng vô cùng nhiều, tuy rằng tổn thất nặng nề nhưng mà bọn họ cũng đã từng là gia tộc đứng đầu ở thành phố Lâm Hải, cũng coi như là một gia tộc giàu có, Lê Tử Dụ lại là đứa cháu trưởng, cuộc sống cũng xem như khá là dễ chịu, chỉ là không còn được như trước kia thôi. Còn về những người chi thứ của nhà họ Lê thì lại thảm hại hơn nhiều. Kẻ lúc trước ra tay với Lê Văn Vân, anh trai Lê Tử Dụ Lê Tử Thiện, cùng với bố là Lê Trung Hằng, hai người này hãm hại Lê Văn Vân đã bị vào tù, còn Lê Tử Dụ thì không làm gì phạm pháp. Sâu trong lòng anh ta cực kỳ thống hận Lê Văn Vân. Trong mắt anh ta, Lê Văn Vân là loại không còn biết đến tổ tiên, xuất thân từ nhà họ Lê mà lại hãm hại nhà họ Lê gần như bị phá sản, còn khiến cho anh trai và bố phải ngồi tù. Anh ta vẫn luôn cảm thấy đối với sự lụi bại của nhà họ Lê thì Lê Văn Vân chỉ là quân cờ, mấu chốt vẫn là do tập đoàn Hãn Vũ đã ra tay với nhà họ Lê, chẳng qua Lê Văn Vân chỉ là một con chó của Lôi Bân mà thôi. Lúc này gặp mặt Lê Văn Vân trong nhà hàng, sắc mặt của anh ta đã vô cùng khó coi, mà bên cạnh anh ta cũng là người nhà của Lê Văn Vân, có điều đều là chi thứ nhà họ Lê, trông có vẻ khá trẻ, bộ dạng thoạt nhìn chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Lê Văn Vân khinh thường nhìn anh ta một cái, thậm chí còn lười đếm xỉa tới. Lê Văn Vân, anh ở đây giả vờ cái gì? Anh chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Lôi Bân mà thôi, dù cho nhà họ Lê tôi xuống dốc cũng không phải thứ mà anh có thể so bì được. Lê Tử Dụ cười lạnh nói. Ừ, thấy bộ dạng cậu tức đến hộc máu như thế này là tôi yên tâm rồi. Lê Văn Vân cười cười, thuận miệng đáp một câu. Đồng thời trong lòng anh cũng cười lạnh. Người gác đêm bảo vệ thế giới này. Nhưng mà cũng có khi Lê Văn Vân ngẫm nghĩ mình phải bảo vệ mọi người trong đó có mấy kẻ khốn nạn như Lê Trung Hằng hay Lê Tử Thiện là trong lòng anh lại thấy bực bội vô cùng. Lê Tử Dụ bị câu nói kia của Lê Văn Vân làm tức không chịu nổi, cười lạnh nói, hừ, thế thì đã sao? Anh làm nhiều như thế thì người nhà họ Diệp vẫn không hết khinh thường anh đâu. Diệp Mộng vẫn sẽ không lấy anh, tôi nói cho anh biết, Diệp Mộng đã đính hôn rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lê Văn Vân khẽ thay đổi. Trong đầu anh hiện ra một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng, là cô gái có quan hệ vô cùng tốt với anh hồi cấp 3. Không ngờ rằng chỉ mới 2-3 tháng mà cô gái ấy đã đính hôn rồi. Cũng phải thôi, đã tới tuổi kết hôn rồi mà. Nhìn thấy sắc mặt Lê Văn Vân thay đổi, Lê Tử Dụ thấy thế lại tưởng rằng Lê Văn Vân rất đau lòng, anh ta tiếp tục chèn ép nói, cũng đúng, cho dù Diệp Mộng để mắt tới anh thì nhà họ Diệp cũng khinh thường anh. Cuối cùng anh vẫn không thể ôm được người đẹp về nhà. Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thi Kỳ ngồi ở đối diện Lê Văn Vân, quay lưng lại với Lê Tử Dụ. Nghe thấy Lê Tử Dụ nói vậy, trên mặt Phạm Nhược Tuyết hơi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó cô hơi xoay người lại. Lê Tử Dụ không nhìn thấy Hoàng Thi Kỳ, trong khoảnh khắc Phạm Nhược Tuyết xoay người lại, Lê Tử Dụ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phạm Nhược Tuyết,
cả người anh ta không khỏi hơi ngây dại một chút, một vẻ xinh đẹp bất chợt lướt qua mắt anh ta. Anh ta thề, Phạm Nhược Tuyết là mỹ nữ đỉnh cao có thể xếp trong top 3 người xinh đẹp nhất mà anh ta từng gặp trong đời. Phạm Nhược Tuyết đứng dậy sau đó từng bước đi về phía Lê Văn Vân, ngồi xuống bên cạnh nắm tay Lê Văn Vân, giọng điệu có chút lạnh lùng nói, anh yêu à, Diệp Mộng là ai vậy? Lê Tử Dụ chỉ cảm thấy ngu người. Nghe được xưng hô mà Phạm Nhược Tuyết gọi Lê Văn Vân, anh có cảm thấy mình sắp phát điên. Lê Văn Vân biết suy nghĩ này của Phạm Nhược Tuyết, vội vàng ho khan một tiếng, phối hợp nói, chỉ là một người bạn trước kia của anh, không còn liên lạc gì nữa rồi. Có trời đất chứng giám, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Nói xong câu này Lê Văn Vân cảm thấy cả người run rẩy buồn nôn. Mà đối diện anh, Hoàng Thi Kỳ cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhưng lời này rơi vào tai Lê Tử Dụ lại khiến cho anh ta tức không chịu nổi. Diệp Mộng kết hôn rồi, hiện tại bên cạnh Lê Văn Vân lại có một người con gái xinh đẹp không thua kém gì Diệp Mộng, thậm chí còn hơn vài phần. Khí chất lạnh lùng kia thực sự quá hấp dẫn người khác. Anh ta vốn định dùng Diệp Mộng để chèn ép Lê Văn Vân, kết quả cực kỳ không ngờ được rằng, hiện tại bên cạnh Lê Văn Vân còn có cô gái tốt hơn cả Diệp Mộng, điều này ngược lại khiến cho anh ta cảm thấy như phát điên lên. Anh ta nghĩ tới một chuyện, từ khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, anh ta tiếp xúc với Lê Văn Vân vài lần trước giờ không hề chiếm được thế thượng phong một lần nào cả, cho dù là Trần Hy lúc trước hay là Phạm Nhược Tuyết hiện tại, dường như bên cạnh Lê Văn Vân chưa bao giờ khuyết thiếu mỹ nữ đỉnh cao. Hừ, anh ta vô cùng tức giận, cắn răng nói, chúng ta đi. Anh ta tức đến nỗi không còn tâm trạng ăn uống, lập tức dẫn người rời khỏi nhà hàng. Đợi khi anh ta đi khỏi, Phạm Nhược Tuyết liền đứng dậy. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, cái gì nhỉ, bác sĩ Phạm, gọi anh thêm một tiếng anh yêu ơi nữa đi, anh có chết cũng thấy đáng giá. Anh đừng có khiến em buồn nôn nữa. Phạm Nhược Tuyết đá chân lên ghế của anh, quay về ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thi Kỳ. Lúc này đồ ăn cũng được bưng lên, Lê Văn Vân gọi một bàn lớn, sau khi mang hết đồ lên anh bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh ăn từ từ coi, có ai dành của anh đâu. Liễu Ngọc bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Lê Văn Vân vui tươi hớn hở nói, em không biết được cảm giác hơn hai mấy ngày không được ăn thì nó sẽ thế nào đâu, anh thèm ăn muốn chết rồi. Xem trong nhóm chat, vào nhóm chat đi. Đúng lúc này Hoàng Thi Kỳ bỗng nhiên hưng phấn nói. Lê Văn Vân hơi sửng sốt, lấy điện thoại ra nhấn vào xem nhóm chat 11.762. Lúc này nhóm chat có 8 thành viên, Lê Văn Vân mở ra nhìn, lúc này trong nhóm là một loạt ảnh cưới, mà người gửi tin chính là Lý Thu. Mẹ kiếp, Lê Văn Vân sợ ngây người, anh nhìn di động nói, tên Thu Thu này, mẹ nó sao có thể như thế chứ, nhanh như vậy đã đính hôn với An Nhiên rồi ư. Tôi và An Nhiên đã quyết định kết hôn rồi, đợi lão đại tỉnh là chúng tôi chuẩn bị tiệc rượu ngay. Lúc này Lý Thu đã nhắn một tin. Hoàng Thi Kỳ hơi mỉm cười sau đó lấy di động ra quay một đoạn video có mặt Lê Văn Vân, nói, lão đại đã tỉnh rồi, hiện tại đã ăn như hổ đói đây, vừa nãy quên không nói với mọi người. Lê Văn Vân giơ tay với camera. Rất nhanh chóng, vài người đã nhắn tin lại trong nhóm, Doãn Nhu chụp một tấm ở bờ biển, lúc này bà ta đang đi du lịch. Cố Bạch vui mừng nói, mẹ nó, lão đại tỉnh rồi mà lại không báo cho chúng tôi biết, anh chẳng nghĩa khí gì cả. Nói xong anh ta lại gõ điện thoại mắng, bà nó chứ trước kia tôi đã thấy người có khả năng độc thân cao nhất trong tiểu đội chúng ta chính là Thu Thu, không ngờ tên này lại là người đầu tiên kết hôn trong tiểu đội chúng ta. Tốt lắm, bây giờ người có khả năng độc thân cao nhất trong đội cũng chỉ có anh Tiêu thôi. Trần Tiêu ở bên cạnh Lê Văn Vân hơi giật giật khóe miệng, sau đó gõ phím một chữ cút. Dù là nhắn tin thì Trần Tiêu cũng rất kiệm lời. Lý Thu gửi hai mặt cười, nói, nếu lão đại đã tỉnh thì hôn lễ được tổ chức vào 3 ngày nữa nhé, hôm nay tôi làm tiệc đính hôn. Không nói đến cái khác, Thu Thu, anh là người đầu tiên kết hôn trong số chúng ta, chắc chắn phải làm cho ra trò đấy nhé, phát thiệp mời cho đầy đủ vào. 3 ngày nữa anh cứ chuẩn bị cho tốt, Cố Bạch cười hì hì nói. Lê Văn Vân cũng gật đầu nhắn lại, đúng vậy, thiệp mời phải đầy đủ. Anh nói chí phải, lão đại của chúng ta đã sớm dẫn trước chúng ta mấy năm rồi. Trương Vãn Hà cũng nhắn một câu vào nhóm. Lê Văn Vân, thiệp mời gì đó không cần đâu, tất cả mọi người đều phải đến có mặt đấy nhé, chúng tôi tổ chức hôn lễ ở Giang Chiết. Lý Thu nói, mọi người đến thẳng đó là được. Giang Chiết, Lê Văn Vân sửng sốt một chút nói, anh là người Giang Chiết à? Lão đại, câu này của anh làm tôi buồn đấy nhé, tôi là người Giang Chiết mà.
chỉ là bố mẹ tôi ra ngoài làm ăn thôi, tôi từ bé không sống ở đó nhưng họ hàng thân thích đều ở đó mà, vì vậy đương nhiên phải trở về tổ chức chứ. Lý Thu nhắn. Lê Văn Vân cứng họng, vốn dĩ anh đang định đi một chuyến đến Giang Chiết, giải quyết phiền phức của tập đoàn Hãn Vũ. Ngày mai chúng tôi sẽ tới. Lê Văn Vân vội vàng nhắn lại. Được luôn, Lý Thu lại chụp một tấm ảnh chung với An Nhiên, nhắn vào nhóm cảm giác có vợ thật thích. Sau khi anh ta nhắn câu này, nhóm chat lập tức yên lặng. Ôi tên nhóc này còn khoe tình cảm nữa chứ. Lê Văn Vân mắng một câu, sau đó khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Chương 1005, không tiếp đãi người của tập đoàn Hãn Vũ. Sau khi ăn cơm xong Lê Văn Vân liền nói với Hoàng Thi Kỳ, bây giờ anh Minh đang ở đâu vậy, tôi qua đó gặp anh ta một chút. Phải xin anh ta thêm một chút thời gian mới được, cho dù thế nào chuyện tôi và anh ta đi đến khu tội ác cũng sẽ là sau khi hôn lễ Thu Thu kết thúc. Hoàng Thi Kỳ gật đầu nói, được thôi, đúng rồi anh Minh dẫn theo Khương Vĩ và Ngô Nghiêu về rồi đấy, nói là để hai người họ gia nhập tiểu đội của chúng ta. Thực ra Ngô Nghiêu thì không nói, thực lực của cậu ta cũng coi như tạm tạm, ít nhất cũng là đỉnh cấp trở lên. Nhưng mà Khương Vĩ này chỉ là một sơ cấp, hơn nữa thiên phú có vẻ cũng không ổn lắm. Lê Văn Vân mỉm cười nói, cứ để cho bọn họ gia nhập đi, đầu óc cái tên Khương Vĩ này linh hoạt, tác dụng của cậu ta không phải thể hiện bằng sức chiến đấu. Cô xem tên béo chết tiệt Vương Hồng kia, thậm chí còn chẳng phải là võ giả sơ cấp không phải vẫn trở thành đầu não của người gác đêm hay sao? Khương Vĩ chính là kiểu người như ông ta đó. Được thôi, có điều trong khoảng thời gian này Khương Vĩ đi theo người ta rồi, anh muốn đi gặp anh ta không? Hoàng Thi Kỳ hỏi. Lê Văn Vân lắc đầu nói, không cần đâu, để cho cậu ta cứ đi theo một thời gian trước đã. Đợi tôi từ khu tội ác trở về lại gọi cậu ta đến là được. Tạm thời chúng ta cũng sẽ không ra nhiệm vụ, hơn nữa Thu Thu và An Nhiên vừa mới kết hôn, phải cho bọn họ đi tuần trăng mật chứ, ít nhất là để sản xuất ra một tiểu Thu Thu chứ. Phạm Nhược Tuyết hơi mỉm cười nói, đến lúc đó em muốn làm mẹ nuôi của tiểu Thu Thu. Ánh mắt Lê Văn Vân sáng bừng lên, sao em biết anh định làm bố nuôi của tiểu Thu Thu vậy? Biến, Phạm Nhược Tuyết trợn mắt mắng anh. Vừa nói bọn họ vừa ra khỏi nhà hàng, Liễu Ngọc cười nói, em không đi cùng mọi người đi gặp anh Minh đâu, em đến công ty xin nghỉ phép đây, ngày mai đi cùng mọi người đến Giang Chiết. Lê Văn Vân gật đầu nói, ok. Em về nói với Lôi Bân đợi anh lát nữa xong việc sẽ quay về tìm ông ta. Nếu muốn giúp tập đoàn Hãn Vũ giải quyết phiền phức, tự nhiên anh phải đi tìm Lôi Bân để lấy tài liệu mới được. Liễu Ngọc gật đầu đáp, được. Nói xong cô ấy lên xe đi đến tập đoàn Hãn Vũ, bốn người Lê Văn Vân cũng lái xe về căn cứ người gác đêm. Đám người ở khu tội ác cũng đã được bố trí ổn thỏa đâu vào đấy, bọn họ cũng không làm ra chuyện gì xấu xa, tăng ca đi làm ổn định. Đương nhiên có người vốn đã có sản nghiệp trong thành phố này, sau khi quay lại tự nhiên cũng sẽ trở về tiếp quản. Giống như những cao thủ đỉnh cấp như Lâm Chí Viễn, thậm chí Phạm Nhược Tuyết còn chủ động sắp xếp cho bọn họ một số vị trí chức danh cao, công việc tương đối nhàn rỗi. Nói cách khác, nhóm người có chút giống như tiểu đội 11.762 đang nuôi tư binh. Mà đao ba của chúng ta tự nhiên cũng vui vẻ sống những tháng ngày thanh nhàn. Căn cứ của người gác đêm cũng đã trả lại cho Tần Quốc Thành, có điều trong khoảng thời gian tới đây, thời gian Tần Quốc Thành ở trong căn cứ cũng không nhiều lắm, rất nhiều người bình thường đi vào trong khu tội ác, mà ở Lâm Hải cũng có không ít người đến, rất nhiều người tới gây sự, khoảng thời gian này ông ta bận đến sứt đầu mẻ trán. Có điều sau khi Đao Ba tuyên bố sai người của Minh Giáo giúp đỡ thì áp lực của ông ta đã nhẹ đi không ít. Lúc đám người Lê Văn Vân đến căn cứ người gác đêm đã khoảng 3 giờ chiều. Tần Quốc Thành không có ở trong căn cứ, chỉ có vài người bên trong đó. Lê Văn Vân lên tiếng chào hỏi bọn họ rồi lên tầng lầu căn cứ đi tìm Minh Sùng. Nhìn thấy Lê Văn Vân tới đây, trên khuôn mặt không cảm xúc của Minh Sùng chợt lộ ra sự vui mừng, sau đó đứng phát dậy nói chúng ta xuất phát đi. Đừng đừng, Lê Văn Vân vội vàng nói, anh Minh, đừng sốt sắng như thế chứ, thế này đi, cho tôi thời gian 3 đến 5 hôm được không? Có thành viên trong tiểu đội của tôi sắp kết hôn. Tôi phải đến đám cưới, đây là hôn lễ người anh em tốt nhất của tôi. Minh Sùng cau mày sau đó trầm ngâm nói, giải quyết sớm chuyện của Hot Seats là chuyện tốt. Lê Văn Vân gật đầu nói, tôi biết mà, nhưng mà chúng ta đơn thương độc mã dẫn nhau qua đó, người của thế giới ngầm ở khu tội ác nhiều như vậy, lỡ đâu Hot Seats tổ chức một đám đông người ở khu tội ác rồi đặt bẫy giết chết hai người chúng ta thì sao? Người ta chỉ dùng người cũng có thể đẩy ngã chết chúng ta, thế nên chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Không đâu,
Minh Sùng nhàn nhạt đáp lại, những người khác không dám động thủ với chúng ta, có điều cũng không thiếu vài ba ngày này, nếu cậu đã có việc vậy thì đợi xong việc rồi đến Tứ Hợp Lâu ở Yên Kinh tìm tôi cũng được. Lê Văn Vân gật đầu nói, vậy được. Thật ra Lê Văn Vân rất tò mò Minh Sùng rốt cuộc đã viết thư gì cho Từ Đại Sư, có điều trông bộ dạng Minh Sùng không muốn nói quá nhiều kia, Lê Văn Vân vẫn khắc chế suy nghĩ trong nội tâm mình lại. Sau khi ra khỏi căn cứ của người gác đêm, anh lại đi một chuyến tới văn phòng tập đoàn Hãn Vũ, lấy một số tư liệu liên quan đến dự án kia, đến buổi tối đương nhiên là anh sẽ về nhà. Anh đã nói với bố mẹ là mình sắp về, đến khi về tới nhà, bố mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cả một bàn ăn. Trong khoảnh khắc Lê Văn Vân nhìn thấy bố mẹ mình, cảm giác chân thật bất chợt hiện ra. Anh, lại đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về. Ăn cơm xong, anh ngồi nói chuyện với bố mẹ chốc lát rồi đi lên phòng mình trên lầu 2, nằm xuống ghế ở ban công. Nhìn tiểu khu phía dưới. Vừa mới nằm xuống, anh đã nhìn thấy một người đàn ông ở nhà hàng xóm đang dắt chó đi dạo, vừa nghe điện thoại, từ nội dung nói chuyện có thể nhìn ra được là đang nói chuyện với tình nhân của anh ta. Tên này giấu cũng kỹ phết, đã hơn một tháng rồi vậy mà không bị vợ phát hiện ra. Lê Văn Vân nhìn anh ta, trong lòng hơi buồn cười nghĩ. Buổi tối, Tào Vân lại nhắc tới chuyện bảo Lê Văn Vân dẫn theo Đỗ Tịch Tịch về thăm nhà, Lê Văn Vân không lay chuyển được, đành phải đồng ý với bố mẹ khi nào Tết sẽ dẫn Đỗ Tịch Tịch về cùng. Đến lúc đó lại phải nhờ Đỗ Tịch Tịch giả vờ làm bạn gái mới được. Hiện tại Đỗ Tịch Tịch đang là người gác đêm, lúc người gác đêm đón Tết cũng không có nhiệm vụ huấn luyện gì cả. Vừa hay Lê Văn Vân cũng có thể bảo cô ấy trở về, thuận tiện xin cho cô nghỉ phép. Sau khi Đỗ Tịch Tịch vào đội người gác đêm, chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã thăng cấp từ võ giả trung cấp lên thành võ giả cao cấp. Lê Văn Vân cũng không ngờ được sự kiên trì của Đỗ Tịch Tịch lại là khiến cho người gác đêm thu hoạch được một thiên tài. Tốc độ thăng cấp của cô ấy so với Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lúc trước cũng không hề thua kém chút nào, hơn nữa còn vì lý do tuổi tác của Đỗ Tịch Tịch đã lớn. Nếu như cô ấy mà gia nhập người gác đêm khi mười mấy tuổi, e rằng tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn thế này nữa. Lê Văn Vân nằm trên ghế hưởng thụ cảm giác yên bình đã lâu, bất chi bất giác anh đã ngủ quên mất ngoài ban công. Trong lúc mơ màng, anh cảm giác có người đắp chăn cho anh, Lê Văn Vân biết chắc chắn là người nhà mình, anh không mở mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Lê Cảnh An đã ra ngoài đi làm, Lê Văn Vân đi xuống lầu. Vừa ăn bữa sáng vừa chào hỏi Tào Vân, mẹ, sếp Lôi lại bảo con đi công tác, lần này phải đi một chuyến đến Tô Chiết. Tào Vân lẩm bẩm nói, sếp Lôi của các con cũng quá không có nhân tính, sao mà cứ suốt ngày bảo con đi công tác thế hả, mỗi lần về nhà có một đêm đã phải đi rồi. Đúng vậy, tên này không ra làm sao cả, nhưng mà chuyện này cũng hết cách rồi. Lê Văn Vân vừa cười thầm trong lòng, vừa hùa theo Tào Vân mắng. Ai, cũng tốt, cố gắng một chút kiếm thêm ít tiền. Để dành còn lấy vợ chứ, còn ở bên ngoài đừng có tiêu tiền linh tinh đấy nhé. Tào Vân dặn dò, giống như những người mẹ khác dặn dò con trai mình. Con biết mà, con rất tiết kiệm luôn. Lê Văn Vân vui cười hớn hở đáp. Ở bên cạnh, Liễu Ngọc nở nụ cười rồi lên tiếng nói, lần này cháu sẽ đi cùng với Lê Văn Vân đi công tác, chúng cháu sẽ cùng nhau hoàn thành dự án này. Dự án lần này Lê Văn Vân vẫn để Liễu Ngọc đứng tên. Liễu Ngọc và Lê Cảnh An không giống nhau. Hiện tại Lê Cảnh An đã hoàn toàn quen với mô hình dưỡng sinh, nhưng Liễu Ngọc vẫn còn rất trẻ, cũng vô cùng bốc đồng, vì vậy Lê Văn Vân định nhường công lao lần này cho cô ấy, như vậy có thể khiến cho cô ấy thăng chức trong tập đoàn Hãn Vũ một cách danh chính ngôn thuận. Một hàng năm người lại một lần nữa tập hợp tại sân bay Lâm Hải, hai tiếng sau, tại Tô Chiết, năm người Lê Văn Vân kéo vali từ sân bay đi ra. Ở bên ngoài, Lý Thu và An Nhiên đang đứng ở đó, bên cạnh còn có hai chiếc ô tô đang đỗ. Mọi người đã đến rồi, tên nhóc Cố Bạch kia tới trước rồi, để tôi đưa mọi người đến khách sạn. Lý Thu vội vàng nhích lại gần nói. Lê Văn Vân đi qua vỗ vỗ vai anh ta nói, tên này giỏi ghê rồi, có điều giờ tôi không qua đó với mọi người đâu, lần này tôi tới đây thuận tiện đi bàn một chút chuyện trước đã, đợi mọi thứ xong xuôi rồi tôi sẽ qua tìm mọi người sau. Sắc mặt Lý Thu hơi thay đổi, nói, lại có nhiệm vụ à? Không phải, Lê Văn Vân vỗ vai anh ta đáp, chuyện làm ăn ấy mà. Có nói anh cũng không hiểu đâu. Ha ha, nói như thế anh hiểu biết quá vậy. Ở bên cạnh, Phạm Nhược Tuyết không chút lưu tình, đả kích nói. Lê Văn Vân ho khan một tiếng, kéo theo Liễu Ngọc lên chiếc xe còn lại, Lý Thu đưa chìa khóa cho Lê Văn Vân, Lê Văn Vân lái xe đưa Liễu Ngọc tới nơi cần đến.
Mục tiêu của bọn họ là một công ty tên là Tập đoàn Trấn Hưng. Hơn một tiếng sau, ở khu vực phồn hoa nhất Tô Chiết, Lê Văn Vân lái xe dừng lại trước một tòa văn phòng. Sau khi đỗ xe xong, anh và Liễu Ngọc hai người đi về phía tòa nhà văn phòng kia. Đi vào trong tầng một tòa văn phòng, một cô gái lễ tân xinh đẹp liền mỉm cười hỏi, xin hỏi hai người tìm ai vậy? Liễu Ngọc ôm tập tài liệu, Lê Văn Vân nhàn nhạt nói, chúng tôi là người của tập đoàn Hãn Vũ, có hợp tác với công ty các cô, cho chúng tôi được gặp sếp Tô một lát. Cô gái trước quầy hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, trước đó sếp Tô đã dặn dò, nói là nếu như người của tập đoàn Hãn Vũ mà qua đây thì không tiếp đãi, vì vậy thật xin lỗi, mời về cho. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1005.